Mùa mưa, điều kiện thời tiết bất lợi là một trong những yếu tố làm cho các loại bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi phát triển. Các bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên bò có nguy cơ bộc phát, ảnh hưởng sức khỏe vật nuôi, gây thiệt hại kinh tế cho bà con. Vì vậy, cần chú ý những giải pháp phòng bệnh từ sớm. Nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí thay đổi liên tục, làm người nuôi gia cầm thêm lo lắng. Virus gây bệnh cúm gia cầm có xu hướng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay. Ngoài việc gây thiệt hại lớn cho đàn vật nuôi, bệnh cúm gia cầm còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trong chăn nuôi gia cầm thì cái bệnh truyền nhiễm mà ngành thú y chúng tôi tập trung là phải phòng ngừa ở mức độ cao nhất, đó là bệnh cúm gia cầm. Thì đây là cái bệnh có khả năng lây từ gia cầm sang con người và cũng có khả năng là gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người. Thì mỗi tháng chúng tôi đều lấy mẫu ở trên là đàn gà, đàn gia, đàn vịt để xem có sự hiện diện của virus cúm gia cầm hay không. Thì chúng tôi thấy một kết quả như thế này là cái tỷ lệ mà mẫu mà có phát hiện virus cúm gia cầm nó hơn 10%, thậm chí có những thời điểm nó hơn 15%. Vì mình gọi đó là tỷ lệ lưu hành của virus trong môi trường. Thì với cái sự hiện diện cao như vậy thì nếu cái đàn gia cầm mà không được thường xuyên tiêm phòng thì rất có khả năng là một ngày nào đó cái virus từ trong môi trường nó sẽ xâm nhập vào đàn gia cầm và nó gây bệnh. Trên đàn gia súc như trâu bò, người chăn nuôi lo ngại bệnh lở mồm long móng và bệnh viêm da nổi cục. Cả hai bệnh này do virus gây ra. Bệnh lây lan bằng nhiều con đường, qua vết thương hở, qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve hoặc sự lây nhiễm từ quá trình hô hấp. Bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng ăn uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp. Ở quy mô nông hộ, chuồng trại chưa được đầu tư đúng mức, khó tránh khỏi việc lây lan mầm bệnh từ bên ngoài do vật nuôi khác hay con người đi lại chăm sóc. Mùa mưa đó tôi cũng sợ tới mấy cái dịch bệnh đó, nó bị bệnh rồi là thấy cực lắm, nặng đó, nó bị chết đó. Bệnh lở mồm long móng và bệnh viêm da nổi cục trong thời gian gần đây thì đã được khống chế tốt ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên theo dõi số liệu mà trên phạm vi cả nước thì chúng tôi vẫn thấy nó vẫn còn xảy ra. Viêm da nổi cục có từ đầu năm tới giờ đã có 81 ổ dịch đã xảy ra trên 470 con trâu bò. Còn bệnh lở mồm long móng là đã xảy ra 45 ổ dịch, cũng đã xảy ra hơn 1.400 con. Thế nhưng mặc dù ở Vĩnh Long chúng ta là chưa có xuất hiện trong năm nay, nhưng mà cái nguy cơ là virus viêm da nổi cục và lở mồm long móng từ những nơi khác qua sự vận chuyển của đàn trâu bò đi khắp nơi, đi ngang, đi đến, đi vào thì vẫn có khả năng mang mầm bệnh vào trong cái đàn bò của chúng ta. Đa số các nhóm bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi là do virus gây ra. Virus lây lan nhanh gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều bệnh do chưa có thuốc đặc trị như bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh này là mối lo ngại lớn của người chăn nuôi và ngành chuyên môn. Từ đầu năm nay, cả nước có 800 ổ dịch tả heo châu Phi trên 44 tỉnh thành, tiêu hủy hơn 45.000 con heo. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm và môi trường. Với nguy cơ trên, giữa tháng 7 năm 2024, Chính phủ ra chỉ thị yêu cầu các địa phương rà soát tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi, đảm bảo chăn nuôi an toàn. Từ đầu năm tới giờ thì bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở một cái mức độ cao hơn nhiều so với năm 2023. Và như vậy chúng tôi thống kê lại từ sau 2019 cho đến nay thì năm nào bệnh dịch tả heo châu Phi cũng xảy ra, không những ở tỉnh khác, ở Vĩnh Long cũng có và đã gây ra thiệt hại rất là nặng. Thì cái công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi rất là khó khăn khi mà cái tình trạng nuôi heo của chúng ta và kể cả những loại vật nuôi khác thì thường nuôi trong những cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, thực hiện các giải pháp an toàn sinh học không có tốt. Mà khi chúng ta thực hiện cái giải pháp an toàn sinh học không tốt thì mầm bệnh từ những nơi khác rất dễ xâm nhập vào cái chuồng trại của chúng ta, nhất là thông qua yếu tố của con người và một số yếu tố khác như là sử dụng thức ăn nước uống không hợp vệ sinh vân vân, không tiêm phòng. Riêng đối với bệnh dịch heo châu Phi thì bệnh vẫn còn xảy ra với một cái mức độ rất đáng lo ngại. Nếu chúng ta không tổ chức phòng chống tốt đối với bệnh này thì rất ảnh hưởng tới sự phát triển của đàn heo trên toàn tỉnh cũng như cả nước. Đến giữa tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 182.000 con heo, 72.400 con bò và 10,3 triệu con gia cầm. Là sinh kế của hàng ngàn hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh,
Dịch bệnh như dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục, lở mồm long móng trên bò là nguy cơ lớn đe dọa đàn vật nuôi và sức khỏe cộng đồng nếu không có giải pháp phòng chống kịp thời. Các mầm bệnh hại nguy hiểm có thể xâm nhiễm vào gia súc gia cầm bằng nhiều con đường khác nhau, nên việc vệ sinh thức ăn, nước uống, môi trường sống cho vật nuôi giữ vai trò quan trọng. Như giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh, hạn chế mầm bệnh xâm nhập và gây bệnh. Tại cũng như xịt sát trùng xung quanh chuồng trại, năm xã cấp 4 lần rồi em mua thêm xịt thêm nữa. Mùa mưa này mình cũng sợ bệnh, cũng tăng sức đề kháng nữa. Mua vitamin cho nó rồi trộn cho nó uống thêm. Giữ an toàn sinh học là một trong những giải pháp để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi. Nguyên tắc là không để vật nuôi tiếp xúc với mầm bệnh từ con người, từ nguồn thức ăn và các vật dụng khác. Thực tiễn, khi chú ý vấn đề giữ an toàn sinh học khu vực nuôi tốt, hiệu quả phòng ngừa dịch bệnh được nâng cao gấp nhiều lần. Đặc biệt là đối với bệnh hại nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi. Dù trang trại giữ được sức khỏe đàn heo nhờ quản lý nghiêm ngặt con người, vật dụng ra vào trại, đàn heo được tách biệt với môi trường xung quanh, ít nhiễm bệnh. Đối với bệnh dịch tả heo châu Phi, kiểm soát nguồn thức ăn là điều hết sức quan trọng. Tuyệt đối không cho vật nuôi ăn thức ăn thừa như cách nuôi truyền thống, bởi đây là nguồn lây lan nhiều mầm bệnh nguy hiểm cho đàn heo. Tôi gào trắng cái khu của mình nuôi heo lại, mình không có cho mà động vật khác nó tiếp xúc được với cái chuồng nuôi của mình. Tôi cho nó ăn thức ăn viên, chứ không có cho mà ăn ba cái cặn hay ba cái đồ ăn của heo bệnh rồi đó, rồi đâu biết nó còn hay không, rồi lỡ còn hay gì heo mình ăn vô nó bệnh nữa. Khi mà mình xuất heo á thì mấy người mua heo á mình cũng xịt khử trùng người ta từ trên xuống dưới, rồi ba cái lồng bắt heo rồi đó mình cũng xịt hết. Thì thực hiện an toàn sinh học nếu đúng thì sẽ ngăn chặn được rất nhiều bệnh, chứ không phải một bệnh nào đó thôi. Thì đó là cái gì? Giải pháp làm sao cho mầm bệnh từ bên ngoài đừng xâm nhập vào cơ sở chăn nuôi của mình. Thì đây là một cái điều rất khó thực hiện khi mà các cơ sở chăn nuôi ở Vĩnh Long đa số là chúng ta chăn nuôi theo kiểu nhỏ lẻ nông hộ, là chúng ta không có một cái hàng rào để ngăn cách giữa cái khu chăn nuôi và khu bên ngoài. Như vậy mầm bệnh rất là dễ xâm nhập, nó có thể xâm nhập vào giữa con người. Cái người mà chủ trang cơ sở chăn nuôi họ có thể đi chợ, họ tiếp xúc ở đâu đó rồi họ mang mầm bệnh về nhà nếu họ không có thay đồ, không thay đồ bao lao động. Còn hoặc những cái đối tượng khác như là gia cầm, chó, mèo, nó đi khắp, nó đi qua những cái cơ sở khác rồi khi vào cơ sở của mình mà hoàn toàn không một cái hàng rào nào để ngăn cản cái chuyện đó hết. Thì cái chúng ta làm sao mà chúng ta nuôi trong một cái khu nào đó mà chúng ta ngăn chặn được những yếu tố có thể mang cái mầm bệnh vào trong nhà chúng ta, và trong đó con người là yếu tố chủ yếu nhất là mang mầm bệnh, và kế là những cái động vật khác. Với nguy cơ thiệt hại rất lớn do bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục, nhiều hộ nuôi tích cực tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn bò của gia đình. Việc tiêm phòng trong những năm gần đây đã phát huy hiệu quả bảo vệ đàn vật nuôi rất tốt. Những nhóm bệnh truyền nhiễm có thể làm chết loại gia súc lớn này đã được khống chế ở mức tốt. Hả, tới đợt mưa là ta đi tiêm ngừa hết, ta là tới nơi ta tiêm ngừa trực tiếp cho dân hết trơn, cho nên tôi cũng yên tâm lắm. Tỷ lệ hộ nuôi gà vịt có tiêm vaccine ngừa cúm gia cầm đạt rất cao. Điều này góp phần khống chế sự bộc phát của dịch bệnh tại nhiều địa phương. Người nuôi cũng có nhận thức tốt về tầm quan trọng của tiêm ngừa bệnh trong hoạt động chăn nuôi của mình. Khi còn chăn nuôi gia cầm trong giai đoạn hiện nay thì phải tiêm phòng bệnh cúm gia cầm. Thì về cái tỷ lệ tiêm phòng tới thời điểm này thì chúng tôi tiêm được khoảng gần 6 triệu liều, thì chiếm cũng khoảng hơn 50% tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tiêm phòng bệnh này cho đến cuối năm và những năm tiếp theo. Nên nhận thấy rằng là đối với bệnh trên bò, bệnh trên châu bò, hai bệnh mà chúng tôi tập trung công tác phòng chống là ưu tiên nhất là bệnh viêm da nổi cục và bệnh lở mồm long móng. Thuận lợi là vaccine do nhà nước hỗ trợ. Cái việc mà tiêm phòng tốt trong 4 năm qua đã giúp cho đàn bò của tỉnh Vĩnh Long không xảy ra bệnh lở mồm long móng và không xảy ra bệnh viêm da nổi cục. Thì cho tôi cũng mong rằng là bà con khi mà nuôi bò trên địa bàn tỉnh, chúng ta hãy thực hiện tốt cái việc tiêm phòng và đừng bao giờ nghĩ rằng thấy bệnh không xảy ra là chúng ta lơ là chủ quan. Bệnh vẫn còn xảy ra ở một số tỉnh thành ở chung quanh địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay,
Việt Nam là quốc gia đầu tiên nghiên cứu và sản xuất được vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Vaccine này chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng nhà nước hỗ trợ, nên người nuôi cần chi trả tiền vaccine và công tiêm phòng của cán bộ thú y. Hiện tại, vaccine dịch tả heo châu Phi đã được nhiều nơi áp dụng và ghi nhận kết quả phòng bệnh đạt rất khả quan. Như những hộ nuôi này, trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của gia đình. Vì vậy, quá trình nuôi, các hộ dân đã chọn ngừa bệnh bằng vaccine. Dù chưa được nhà nước hỗ trợ, nhưng các hộ nuôi sẵn sàng bỏ thêm chi phí để bảo vệ đàn heo. Qua các lứa nuôi, bà con tin tưởng hơn về giải pháp tiêm ngừa để bảo vệ vật nuôi. 8 con heo này cũng khoảng 70-80 kg rồi. Thì tiêm bữa nay nó được hơn một tháng rồi chị, mà thấy nó cũng mạnh khỏe, ăn uống đồ cũng ổn định này. Cũng được 2-3 lứa rồi. Rồi mỗi lần nuôi vậy thì mình có chích ngừa vaccine dịch tả heo châu Phi đầy đủ hết trơn á, nên thành ra yên tâm lắm, không có sợ cái gì hết trơn á. Mặc dù tốn tiền thiệt nhưng mà chất lượng không có bị đổ gãy. Mình tiêm một lần một là tới sức chuồng luôn đó. Heo của tôi thì chừng 1,5 tháng là tôi tiêm thuốc cho nó. Mà tiêm thấy nó vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn uống cũng bình thường chứ không có cái gì thay đổi hết á. Trong thời gian vừa qua thì vaccine này càng ngày đã cải thiện chất lượng và đã có cái hiệu quả rất đáng ghi nhận. Từ đầu năm tới giờ thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chúng tôi cũng đã xã hội hóa tiêm phòng vaccine hơn 9,500 con heo. Chúng tôi muốn nói đến bà con chăn nuôi là cái bệnh dịch tả heo châu Phi là rất khó phòng chống. Nếu thực hiện cái giải pháp an toàn sinh học không triệt để thì nếu mà không tiêm phòng thì bệnh rất dễ xâm nhập vào cơ sở chăn nuôi. Mà khi bệnh xâm nhập vào cơ sở chăn nuôi thì nó lây lan rất nhanh và có thể hủy cả đàn. Rất là nhiều nơi, nhất là các tỉnh phía Bắc hiện nay người ta đã tiêm phòng rất nhiều. Là theo báo cáo của người chăn nuôi là chích vào rất an toàn. Và những chỉ thị, những văn bản của Trung ương, của Tổ chức Chính phủ cũng đã là mạnh dạn đề nghị khuyến cáo bà con chăn nuôi nên sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi để phòng bệnh này. Các bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc gia cầm là những bệnh nguy hiểm. Một khi xâm nhiễm vào đàn vật nuôi thì thiệt hại rất lớn về kinh tế. Do vậy, người nuôi áp dụng triệt để các giải pháp an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.